Ukraine nữa. Thế chiến thứ ba, chú ơi, các ngành nghề dịch vụ Sài Gòn phải làm sao chú đi nào cho đúng. Chứ người dân mỗi tháng tiền mặt bằng tiền ngân hàng và kinh doanh ế ẩm, nhiều người khổ lắm. Là sự khổ chung của gọi là kinh tế kiệt quệ chứ không phải là một người. Bây giờ mình nói giả sử vòng lửa bà già mỗi ngày bà phải đi xài tiền khoảng 1 tỷ cho cá nhân bà, phải không? Chồng bà là 2 tỷ, con bà là 3 tỷ, tại càng trẻ nó càng xài tiền nhiều. Thì bây giờ bà chuyện buồn, bà vô họp bà không có xài 1 tỷ nào hết, tại 1 tỷ đó có thể nó mua được một đống bún bánh mì cà phê xung quanh những cái tiệm xung quanh. Thì cho nên những cái người kia cũng bị thất thu, thì ông chồng cũng xài một đống, thì những cái nơi ông xài cũng bị thất thu. Nói chung lại đó là một cái kinh tế dây chuyền của từ ý chú nói từ đầu là những người giàu phải nên để tiền ở trong nước và không có nên đi ra hải ngoại. Còn nước mình nó đi ngược lại, ai có tiền nó cũng đòi đi hải ngoại hết và đem tiền đi ra hải ngoại hết. Thì nó y như ông bầu vậy, ông bầu bỏ ông thợ mà bay đi hết cuối cùng còn ông thợ đâu mà sao mà sống. Thời nay nó vậy. Ở Mỹ nó khác, ở Mỹ một người giàu Mỹ nó giữ tài sản lại, giàu cho người đó là tỷ phú giống như là thằng ông Bill Gates đi, thì con của ổng á giữ tài sản ở Mỹ cả 100 năm, nó cứ đẻ ra lời rồi nó xài tiền cho nước Mỹ. Nước Mỹ giàu là vì dân tỷ phú nhiều, họ xài tiền nhiều thì những cái người xung quanh họ được hưởng theo vậy đó. Dung Nguyễn nói ra clip 7 trong 53 câu đi. Clip 7 đúng rồi, tại cái đó là phần khác. Rồi bữa giờ có đang chiến tranh rồi thêm có đám tang ở trong chùa ông ân sư mất nên mình đi cái đó nó hơi lạc quẻ một chút cho nên chậm chậm lại. Cái đó thì mình đọc theo cái đó mình dịch lại thôi. Adam xin nói chú ơi, nằm ngủ mơ thấy cha mẹ hiện ra theo chú của đó là tốt, không phải cha mẹ thiệt rồi nghe. Vậy hiền nói trên thế gian này có mấy người có chữ thập trong bàn tay, trong bàn tay giống anh Kiệt vậy? Anh Kiệt có mình anh có à, không có người thứ hai duy nhất bảo đảm luôn này á. Không có xưng hô trên này ở ngoài đó, ai nghĩ sao nghĩ, nửa 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 nửa, nhưng mà phải chờ sư phụ xuất hiện nghe chỉ thì mới đúng. Còn ngoài ai muốn nói gì đó là nói, nhưng chỉ có một thiên tử xuất hiện trên nước Việt mà thôi nha. Còn người nào mà xưng tùm lum á thì phải coi cho kỹ, không phải là chuyện đơn giản mà muốn lên đây nói và nói. Những cái người từ đầu ở trên mấy vị kêu ra nói, những người linh căn đầu tiên, những người có điển là nhận ra Kiệt trước gần với những vị thầy Tây Tạng Rinpoche mà mấy vị hòa thượng lớn của Tây Tạng, rồi tới mấy vị nói chung là những người cao siêu nhận ra trước, rồi từ từ những người dưới mới 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 hiểu. Chứ mình lên đây mình đâu có lót chót mà gọi là giống như cái anh TV Sài Gòn chửi mình ba xạo đâu. Thử anh lên anh xạo thử 2 ngày đi, anh có sống nổi không? Tôi có cái núi 20 triệu trình hình á, anh cứ lên đó kiếm tôi lúc nào tôi nhớ tiếp tải anh nồng hậu. Từ cái hãng tôi á 500 nhân công á, cái gì nó phải là vàng thiệt không có sợ lửa.